hai đứa gặp nhau ngoài đời á, thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình Avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Rồi còn em sao? Thấy giống trong Avatar không? Đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Mời quý vị chúng ta cho thêm một tràng pháo tay nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Gặp hai đứa là thấy vui liền ha. Tươi dễ sợ tươi vậy. Vừa bước ra tưởng Ngô Kiến Huy không mà. Ừ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Mạnh, em ở Thủ Đức, chủ salon Khai Cát Vương. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là My, 30 tuổi. Em hiện là tổng giám đốc công ty Thế Giới Nội Y. Mà là em bán kinh doanh online hay là em có một chuỗi cửa hàng, một chuỗi shop? Dạ em có một chuỗi cửa hàng luôn. Rồi chị sẽ ghé. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ có thể chia sẻ cho anh với chương trình được biết rằng là hai em lần đầu tiên quen biết nhau như thế nào? Tụi em á là quen nhau ở mạng xã hội dành cho người độc thân. Lúc đó là em có một cái mối tình 4 năm. Thì xong rồi em chia tay cái bạn đó, em buồn quá. Em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết đó. Cái xong cái em lướt lướt, cái ông này ổng mới nhắn tin cho em. Cái em bấm qua cái avatar em thấy Tươi. Dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em số điện thoại của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Chắc lúc đó là ảnh là chắc là có người yêu rồi cho nên mới kiểu thả thính gì đó đúng không? Dạ không, lúc đó là em mới chia tay con gái cũ xong. Bạn bên đây cũng chia tay. Bạn bên đây cũng chia tay. Hai đứa cùng một lúc giống như đồng cảm á. Sau đó thì là em có gọi cho ảnh không? Dạ không, em không gọi. Lúc đó là lúc em còn trẻ, nhiều người theo đuổi lắm. Cho nên là em cũng không quan tâm mấy. Nhưng mà em cảm thấy là có ấn tượng. Tại vì những cái người kia là phải nhắn tin, hẹn hò, đưa đón đồ. Ông này cũng như không quăng cái gì. Mình cảm thấy là cũng tệ có thích đó. Dạ. Xong rồi mấy hôm sau nữa cái ổng thấy em chảnh quá, em không thèm trả lời, ổng lại nhắn tí. Đó. Nhắn mấy lần? 2-3 lần. Cái xong cái tụi em mới add cái Yahoo, ngày xưa là Yahoo. Tụi em nói chuyện với nhau được vài lần thì ra gặp. Tại sao lúc đó em lại chọn bạn này để em nhắn mà lại nhắn một cách mà thờ ơ vậy? Dạ không, em thích á, thấy nhỏ nhỏ dễ thương. Mà hỏi thiệt nghe. Dạ. Lúc đó là em thả một mình cô này thôi hay là thả cho nhiều cô? Cũng 4-5 cô. 4-5 cô. Chuyện đó em biết không? Dạ bây giờ em mới biết. Em biết là ví dụ mình nói nhiều á nó cũng không có hay. Tại em nghĩ chắc ai cũng nói nhiều vậy. Bây giờ mình nói ngắn gọn. Tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình Avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này nghĩa là trên hình là đẹp nữa hả? Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh sát luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong Avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều. Lại cái vỏ á. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? Đi đi ăn. Đi ăn. Dạ. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em nín thinh để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á thì em quay qua em nói chứ chết rồi. Em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kêu thương. Em kêu thương vậy cưới em nha anh. Cái ông kêu ở cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết. Thằng này bị khùng mấy gì á ta, em suy nghĩ vậy đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt với anh? Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là xé. Về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi. Mà trong tuần lễ là em mất ngủ. Em mất ngủ. Sợ em ổng sợ. Sợ ổng xé thiệt. Dạ em sợ là giống như về cái lóc hết Facebook này nọ kia đó. Là trốn luôn á. Em tại vì không biết nhà cửa, không biết đâu hết đó. Tụi em mới gặp có 3 lần là tụi em quyết định cưới luôn. Như vậy là bao nhiêu lâu là cưới? 2 tháng tới tháng 8. Đúng rồi. 2 tháng sau
vậy? Cưới luôn. Là không nắm hỏi, tới tay năm sau là cưới luôn. Ngắn gọn luôn. Gia đình em mất hồn không? Mới đầu là mẹ em không chịu cho cưới. Sao vậy? Mẹ em đâu biết là ai đâu, hỏi nó đâu, ba má nó là ai, nghề nghiệp nó làm sao. Em mới nói với mẹ em chứ thôi mẹ ơi, giờ mẹ cho cưới đại đi chứ không mốt có bầu cũng vậy. Thôi gì phải tranh thủ liền. Dạ. Lúc đó mẹ nghe rồi mẹ nói mẹ quản hồn mẹ em cho cưới liền. Nhanh đến nỗi mà có khi nào ba mẹ em quên ông này không? Chưa kịp nhớ tên đó. Dạ có. À, anh kể đi. Lần đó là thôi nôi con của anh vợ, bà vợ em dắt đi chào dòng họ. Cái xong bà vợ em giới thiệu là này cuối năm nó cưới My nè. Cháu nó tên gì vậy anh ba? Cái xong cái bà vợ em con tên gì vậy con? Đúng không? Nhanh quá. Rồi nó giận tên Mạnh. Cái mà anh ba cháu nó ở đâu vậy anh ba? Cái quay qua hỏi con ở đâu rồi con? Nhớ vậy là... Dạ. Không biết luôn á. Dạ. Mà hai đứa là cưới bao lâu rồi? Dạ 8 năm. 8 năm. Wow. Trời đất ơi, 8 năm rồi đó hả? Ôi, dạ. Như vợ chồng mà mới cưới ngày hôm qua vậy đó. Không thì thôi. Em hơi bất ngờ đó. Em thì tưởng đó. Đâu là chắc ông bà cái như đó. Là cưới nhau cũng là mới đây, đây thôi, mới đây thôi. Dạ. Mấy bé rồi? Dạ 3 bé. 3 đứa. Wow. Từ sau khi cưới cho tới bây giờ thì các em có những cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình hay không? Có những cái biến cố gì nó xảy ra trong cái đời sống vợ chồng hay? Dạ có. Nhiều không em? Dạ hơi bị nhiều. Tại vì tụi em không có thời gian tìm hiểu. Tụi em rồi. Là tiến tới nhanh quá, cưới xong rồi bắt đầu sau khi cưới về thì hai vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu. Thì có những cái giống như là mình sốc thì... Ví dụ những cái gì? Em ở nhà là em là con cưng, là ba mẹ không cho làm gì hết. Hôm nay thì ở nhà giống như là mẹ cũng cưng, mẹ cũng không cho làm gì hết. Ông đi làm về cái ông tụt cái quần ông quăng giữa nhà, ông kêu giặt đi em. Nhưng mà giặt tay nha, đừng có giặt má nha, hư quần anh. Rồi em cảm thấy trời ơi sao vậy, tại sao mình phải sốc giặt bộ. Dạ. Ngoài cái việc đó ra thì tụi em gây nhiều nhất là do lúc đó hai vợ chồng cưới nhau về khổ quá. Hai vợ chồng không có kinh tế. Ông này ổng đi làm tiệm điện thoại một tháng không được luôn, có 2,5 triệu thôi. Mua tả sữa cho con hết 1,5 triệu rồi. À về là có con liền hay sao? 9 tháng sau, đúng 9 tháng sau là em sanh đứa đầu tiên. Ba mẹ em cũng có giúp thì giúp phần nào thôi. Xong cái hai vợ chồng từ đó cái lục đục, kiểu như ông này ổng về nhà ổng thấy em ăn ở không em chăm con ý. Còn ổng đi làm ổng cũng cực quá. Cực quá. Dạ, cái lời qua tiếng lại. Tụi em ly thân tổng cộng là 3 lần. Ly thân một lần bao nhiêu lâu? Có em chỉ nhớ lần lâu nhất là 6 tháng. Ổng về nhà mẹ ổng ở. Mà lúc đó là mấy bé? Đó là mới một bé. Tức là hai đứa lấy nhau là ở bên nhà em. Dạ, đúng không? Cái chuyện mà một túp liều chanh hay quả tim vàng là nó không thể nào có được hết. Quá khổ. Và nuôi thêm một đứa con nữa. Tụi em khó khăn quá cho nên là lục đục. Mình nói em nghĩ là thôi luôn á chị. Em là lúc đầu là em đuổi đi. Em đuổi đi xong mà đi cái em hối hận liền luôn. Em hối hận liền xong mà em cũng có qua năn nỉ. Em kêu thôi giờ ở với em đi này nọ. Ông này là ổng quyết tâm ổng bỏ em luôn mà. Cho nên là ổng đi luôn, ổng không ra gặp em nữa. Em tới chỗ làm em kiếm nhưng mà không ra. Xong cái em về em nói thôi xong rồi. Cái em mới đi ra văn phòng luật sư, cái em nhờ người ta soạn cái đơn ly dị rồi đó. Xong xuôi hết. Tụi em không ly dị được là tại vì lúc đó em mù giấy tờ lắm. Đó đem tới cho người ta, cái người ta nói thiếu cái này thiếu cái kia. Xong rồi bây giờ em muốn làm nhanh thì đưa anh 10 triệu đi, nó em không có tiền. Cho nên là thôi em cầm tờ giấy đó về. Trong cái thời điểm mà 6 tháng đó, khi mà em không gần vợ em á, không có gần con em á, thì lúc đó em có gọi là gì, cảm nắng một cái người nào khác không? Dạ không. Hay là chỉ cắm cúi đi làm thôi? Dạ đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Dạ. Cái ngày mà hôm mà đến mà làm què với vợ thì lúc đó làm sao? Dạ hôm đó là đi làm dành dụm được ít vốn rồi. Dạ cái xong em xin nghỉ, bắt đầu chạy về năn nỉ. Nghỉ vợ. Nói chung lúc đó cảm thấy kinh tế em tự em lo được nha. Có nghĩa em tự tin hơn về cái chuyện có thể lo cho vợ con. Dạ. Em về em nói chuyện lại với vợ và xin hàng gắn lại thì nó có khó không em? Lúc em trốn là em biết là thí dụ em trước đó em đã trốn rồi mà giờ em quay lại là rất là khó. Em biết là thời gian đó trong ngày là đang ở nhà cái bạn kia. Cái sao em chạy qua em năn nỉ, quỳ gối em năn nỉ. Có vậy, quỳ gối năn nỉ luôn hả? Ổng là ổng nhắn tin cho em mấy ngày trước rồi nhưng mà em không trả lời. Em chặn hết luôn. Xong cái ổng mới biết em ở nhà bạn của em. Ổng chạy qua tới nơi, ổng tông cửa vô, ổng quỳ gối xuống khóc. Em ơi em tha cho anh đi, em muốn về với mẹ con em. Lúc đó em bé mấy tháng rồi? Dạ con em khoảng 10+ tháng. Rồi lúc đó em làm cách nào để em nuôi được con?
À lúc đó là bắt đầu em có kinh doanh cái đồ nội y rồi. Dạ, là có vừa đủ tiền tả sữa cho đúng nó rồi. Cái em mới suy nghĩ trong đầu em chứ thôi, giờ con của ổng thì ổng thương, chứ giờ lỡ em thương người khác người ta đâu có thương con em đâu. Thôi quay lại dạ ông. Cái xong cái quay lại xong thêm hai đứa nữa. Bây giờ qua chuyện kia đi. Sao rồi, ở với nhau 8 năm trời qua trải qua 3 lần sóng và gió. Vậy thì đó, vậy thì bây giờ về cái tật xấu thì như thế nào? Chấp anh kể trước. Chấp luôn á, chấp luôn, chấp kể luôn. Em thì em tính em nói chung chi tiết kỹ tính, em thích chu toàn á. Đâu nói em đâu, em kể nói dở kìa. Từ đó là bắt đầu mới ra tật xấu. Đây bài bừa. Khác hẳn em đó phải không? Dạ, được hôm nào quơ dọn cái bắt đầu quay qua nói em bài. Trong khi nguyên nhà là em dọn sạch sẽ hết luôn. Tức là bài hay, con quên có bài hay không? Dạ có. Rồi còn tật xấu gì nữa nào? Xấu miếng ăn miếng ngủ. Chung ngủ thì hay ngủ trễ, khó ngủ, nhưng mà em đụng tới cái là gừ ghê lắm. Gì á? Gặp gừ bị cắn luôn á. Dạ. Tọc có phải không? Dạ. Đang ngủ mà khều khều tọc là lên cơn điên liền đúng không? Dạ đúng. Tọc giật chỏ. Dạ giật chỏ đồ á. Dạ. Có ăn hiếp chồng không? Đánh chồng không? Có. Không có đánh nhưng mà ăn hiếp. Ví dụ em đi ra ngoài đường mà em không dám dòm bậy bạ luôn. À là vậy thôi, ngựa đi đúng một con đường thôi đúng không? Mắc lại. Còn chuyện miếng ăn á, vợ em mới biết nấu ăn hồi lúc dịch tới giờ. Vậy là mới chưa được năm đó, dạ. Gái. Trời ơi. Trước đó là không nấu luôn. Dạ ăn cơm tiệm hết luôn. Ủa, con gái ăn thì sao? Dạ ăn cơm tiệm luôn. Ủa? Cho con ăn cơm tiệm luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà khẩu phần lúc mà nó nhỏ đó thì sao, ai nấu? Dạ cũng mua cháo dinh dưỡng ở ngoài ăn. Trời ơi. Em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà sao ghét nấu ăn vậy? Em cũng không biết nữa. Em mỗi lần mà ổng thèm em ăn nấu cái gì đó là em được cái là em nêm nếm ngon. Đó ổng thèm thì em ơi xuống nấu cho. Em kêu không. Thời gian em nấu em sẽ kiếm tiền. Rồi anh muốn ăn cái gì em sẽ order về cho anh ăn. Xuống nấu giống như là em sẽ bị mất thời gian, với lại em không có đam mê. Em mê tiền hơn. Đây là người phụ nữ của công việc. Rồi cái đợt dịch này bắt đầu mới là nấu đó. Dạ. Ta làm online không á? Dạ đúng rồi. Cái đợt dịch này á thì là giống như là em có một bạn khách đó cũng thân. Bạn đó hay tới nhà chơi, thì bạn đó thích nấu ăn. Thấy nhà em không nấu, cái bạn đó nhảy vô bạn đó nấu. Nấu riết, chồng em thích ăn gì bạn đó nấu đó. Cái một ngày nọ sinh nhật em, cái bạn đó nấu nguyên một mâm vậy nè. Trời ơi, ông này xuống mà mặt ông hạnh phúc. Ông nói trời ơi, em nấu nhiều quá vậy, ngon quá vậy. Cái em nhìn em nói, chết rồi, không được rồi. Chết rồi. Mình cứ lo làm quá, dạ. Phải cẩn thận. Đó, bắt đầu em mới học nấu từ đầu. Em vô em nấu, ngày nào em cũng nấu. Bây giờ là muốn ăn cái gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn. Hay quá. Chúc vậy mừng là, vậy là cô gái này có tài lắm nè. Cô gái này rất có tài, không làm thì thôi mà đã làm là đâu, đó là làm hay, làm giỏi luôn đúng không? Dạ. Đúng vậy. Đó, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ tới em đó. Em thôi tật xấu ảnh đi. Chồng em á, tật xấu là ổng hút thuốc. Ổng hút thuốc rất là nhiều. Ổng hút mà có lần ổng bị lao phổi luôn. Lao phổi mà lên phường người ta phát thuốc uống miễn phí luôn á. Rồi xong mà uống hết bệnh rồi về ổng hút tiếp bình thường. Ồ nguy hiểm lắm. Dạ. Mà nhà có con nít nữa. Dạ. Đó. Với lại chơi game. Cái đó là tật xấu rồi đó. Thuốc, game. Dạ. Game xấu luôn đúng không? Có ghiền dữ lắm không? Dạ. Ổng thì công việc trong nhà con cái rồi thì ok, nhưng mà lúc mà ổng cầm vô cái máy là khoảng ổng đánh một trận đó 15 phút nửa tiếng gì là ổng quên hết con, ổng là ai, vợ ổng là ai, kêu gì cũng nghe hết trơn. Tập trung đó, tập trung vô mấy trận đánh đó. Dạ, xong rồi đánh thua cọc quá đánh con. Có rượu không? Dạ có. Đó thấy chưa? Nè, hút thuốc nè, uống rượu thuốc. Nè. Game nè. Có gái không? Nữa, có ghen có không? Mê gái không? Dạ, chồng em đặc biệt là không có mê gái mà gái nó mê chồng em. Thành ra là bên này chắc ghen là dễ lắm nè đúng không? Cái hỏi lại bên này cái tật xấu của cô ấy á là có ghen không? Dạ có. Ghen dữ dội không? Thì ghen mới là vậy nè em. Ghen mới là vậy nè. Không có dữ mà cứ kiểu nghĩa là xong rồi đó. Dạ bên này cũng ghen luôn. Dạ. Em có ghen không? Em có ghen không? Dạ có. Ui, bà bán đồ nội y nữ không mà ghen. Có ông đàn ông nào vô mua đâu. Dạ có. Ai vậy hả? Lúc đầu em cũng sốc lắm. Dạ. Vậy đó kiểu, hả? Vợ mình làm mẫu chụp luôn á. Dạ. Vì sao em thay đổi suy nghĩ lại. Mới thì này coi như em coi như công việc. Công việc, thôi. Dạ. Công việc đúng không? À ghen là ghen cái đó đúng không? Còn sao là hết không. Nhưng mà bây giờ hết ghen rồi.
có bắt vợ nhìn đó. Một hướng không? Coi như hai ông bà này đi có một hướng một cứ vậy. Rồi không, bên ông ta đi gì không biết luôn á, xe cộ kiểu gì. Kệ nó, kệ. Em nghĩ là con mắt liếc thôi chứ cái đầu không dám lắc. Chồng em đúng là cái tật xấu nhiều nhất là ghen á, chắc là ghen thôi. Tại vì giờ đi đâu em không bao giờ đi được một mình hết đó. Lúc nào cũng dắt phải theo. Dạ, đi gặp đối tác, gặp khách hay là bất cứ đâu là ổng đều đi theo em hết. Không bao giờ cho em đi một mình luôn. Em có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hay không? Vợ em thương em thì cũng thương rồi. Dạ, con lâu đừng lớn tiếng với em nữa. Con dạ có người lạ xong rồi lớn tiếng với em á. Kiểu em hay tự ái. Dạ. Những lúc lớn tiếng em tự ái vậy á, em có lớn tiếng lại với vợ không? Hoặc là về nhà có lớn tiếng với vợ hay không? Dạ không, em im. À, em dạ. Không? Rồi tới em. Em thì em nóng tính với lại em dữ lắm. Em rất là dữ luôn. Cho nên là những cái mà em nói là ồ anh đừng có như vậy á, ổng không trả lời em, rồi ổng lại lặp lại giống như trên lại gan em á. Đó thì em mới la lên. Mà ổng này ngộ, ổng la lên cái là ổng chỉnh chu lại liền à. Thích như vậy, con người thích bị ngược đãi á. Sao kỳ vậy? Sao em không giải thích cho vợ em hiểu luôn đi. Tại tính em hay chọc vợ em. À lầy đó hả? Vợ hay chọc. Đó thì bây giờ cuối cùng rồi nè. Có thích lớn tiếng hay không? Có. Thôi vậy thôi khỏi nói rồi. Thôi hai đứa tự điều tiết đi ha. Một đứa 31, đứa 30 rồi ha. Tự điều tiết cái vấn đề trong gia đình đi. Tại vì hai người đã tự điều tiết nhiều lắm rồi. Ba lần ly thân là ba lần tự điều tiết rồi đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống giờ là ngon lành rồi. Ông chủ bà chủ hết rồi đúng không? Ba đứa con rồi. Tự điều tiết để hạnh phúc tiếp đi. Nghe. Yeah. Rồi, chúc mừng hai em. Cảm ơn hai đứa đã đến chương trình nghe. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Sau khi mà ở chung một năm rồi á, thì ảnh bắt đầu bộc phát ra. Là dí đầu em cho nó hỏi thử không? Khi mình có hứng lên rồi, khi lăn đang ngủ. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ chào anh chị ạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Võ Xuân Lộc, em sinh năm 1989. Dạ nghiệp hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi con em. Dạ em tên là Phạm Thị Như Trúc, hôm nay em 27 tuổi, nghề nghiệp của bây giờ là nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc, hai em là quen nhau ở đâu và tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô em gặp bé này. Em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. À. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm. Thì em thấy vậy em ghét quá, em mới dám chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là vẻ tóc dài hả em? Dạ cái xì tai hồi đó nữa anh. Dạ, anh còn giống Biren vậy đó. Dài dài rút lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi thành ra không có thời gian, còn bạn này thì đang còn sinh viên thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương, em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi hai bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời ơi, vậy chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức. Dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. Có đợt. Mà cũng không được gì chứ. Dạ, đúng. Chồng ngoài đường vậy đó. Có đợt ảnh đi mà ảnh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn. Lúc mình đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ đúng rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ đúng. Cái đêm mà 14 tháng 2 á thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha, rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi, bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm?
Dạ 5 năm. 5 năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013 thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á thì cũng hay vô Sài Gòn lắm, tại vì có công việc trong này. Một tháng cũng phải vô 3-4 lần á, mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là cũng phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết trong nhà có cái gì liên quan anh là cuốn đi hết. Đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa. Còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê ở dưới lầu 1 á. Mỗi lần mà tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tiêu tới nơi rồi, là coi như hai tụi em chạy cuốn quần áo. Bất ngờ quá. Liền anh chạy xuống dưới phòng đó liền một cái phạch vô phòng nhà thằng gã đó để cho ba em đi công việc đi, xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Vậy mà giấu được đến tới khi cưới luôn á. Nếu mà chưa chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết. Khi nào lên sóng thì mình sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu. Tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cứ cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hơi phủ định gì hết. Mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ rồi, đã gọi là vui vẻ hết rồi cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Tâm đi, bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có cái có điều đặc biệt á là lúc mà em với anh ở chung á là có thêm thằng em ruột em nữa, đồng phạm. Đồng phạm luôn, ba người ở trong nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở trong nhà. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em trai nó đi xuống rồi em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó là mặt nó quay vòng khác, nó đi một lèo cho phòng vệ sinh xong rồi đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn hung hít này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mỗi lần mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không, tức là sống thử vậy á vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng nhưng mà sau khi mà ở chung một năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra, tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài, nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp không em? Rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa, đúng không? Anh này bị chuyện toilet không ra được nguyên đêm đó luôn. Ảnh thì ảnh đập tường rầm, em á cái phòng em với phòng toilet thì sát bên, sát giách vậy á, nhưng mà em không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi, xong rồi cái bạn ở phía trên lầu á mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa, mà sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 sáng á ảnh mới được ra ngoài. Trời ơi, mất bà nó đêm tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra. Rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tuột mút hết luôn á. Dạ, mà vô luôn. Tới phòng thì thấy vợ ngủ mất tiêu rồi. Dạ, ngủ mất tiêu không rồi. Hề biết là em đang bị tù đầy đó. Tôi thấy hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cưới tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á là dí đầu em vô nách hạnh hỏi thử thơm không? Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó. Thú vui rất là... Ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế? Mà ảnh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa? Chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nha. Cứ để đi, cứ để bên ấy đi em nha. Rồi những lúc mà em nhờ ảnh làm việc nhà hay gì á, là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game.
Còn không là anh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thật ra giặt đồ đâu phải giặt đồ, máy giặt mà. Anh kêu nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng không? Còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ra thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ. Nhưng mà mỗi khi mà ảnh, hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên là ảnh rất là bực mình. Em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại. Mà cũng may là biết lựa điện thoại để đập, không đập iPhone, đập cụ bắp. Đập cụ bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được cái đó là chiều vợ. Dạ, nhây, đang nói dù nhây em kể luôn. Nhây lắm, giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia, cái mình có hứng lên rồi, cái lăn đang ngủ. Chưa nổi không? Em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được, lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Nhây nhiều trạng thái đúng không? 50 sắc thái nhây. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó, em rất là tập trung. Thì như vậy, canh như vậy, nhưng lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online. Cái anh em mua cái này nha, ok ok, cái bấm trên tay. Rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy. Rồi hồi tới nó vàng, ủa em mua cái nào vậy? Rồi xong, chuyện đã rồi. Bị gai hàng đúng dạ, không? Tiền chạy hậu tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì hả, mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là mỗi khi mà anh làm gì sai á, thì em bắt được lỗi sai đó, thì anh không bao giờ xin lỗi em á. Anh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì anh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, anh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả, kiểu như là em mà bắt được lỗi gì á, thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em. Thì khỏi, hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh lỗi đó ok. Dạ. Mẹ còn em, Lộc. Dạ, em thì muốn vợ thì bớt nhây lại. Dạ. Với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn. Lâu lâu đừng có mua tà lao nữa. Giống như mua giày anh, mua một tủ to, biết bao nhiêu đồ giày đó, mà lúc này cũng kêu không có đồ giày mẹ. Dạ. Thương quá. Dạ. Chứ không có đồ mặc. Rồi hết rồi. Dạ. Cặp vợ chồng này nãy giờ kể toàn những chuyện đáng yêu không ta? Thiệt như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là nhây bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì đúng rồi, thời gian, đúng rồi. Con thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi, cho em bé hết giỡn luôn á. Em canh nên kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai đó. Cái xong cái đẻ đi. Rồi coi như là hết lầy hết nhây liền á. Chúc hai em ha, sau chương trình này về ha, sẽ không còn nhây nữa. Mong rằng hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Chào em. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn tụi em. Hai em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hôm nay em cũng không nghĩ là anh sẽ làm như vậy đâu. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Phát Duy, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Mỹ Tho và hiện đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là bà xã em. Dạ, mời em. Em kính chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Thanh Mai, em 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Hai em bằng tuổi nhau. Làm đoán thì thuận vui thuận. Anh nghĩ là hai em là gặp nhau trong một trong một cái trường đại học, đúng chưa? Trong một trường đại học và hai người đã gặp nhau và lần đầu tiên là hai bạn không hề ưa nhau, nhưng mà cuối cùng là do ông Tơ Bà Nguyệt đưa đường dẫn lối và hai bạn yêu nhau, đúng không? À, đúng một phần ạ. Đó, thấy chưa? Hay. Cái tình yêu tụi em á thì nó kéo dài tới nay cũng khoảng 8 năm. Thì đúng như nói thì tụi em cũng học chung ở trường đại học. Mặc dù là không có chung ngành, nhưng mà học chung ở đại học á thì cũng có một số người bạn chung á. Thì một cái ngày nọ thì người bạn của em học cái ngành về truyền thông thiết kế á, thì cần làm cái bộ phim ngắn. Thế là mời vô tình thôi, mời hai tụi em đóng chung. Vợ em á thì được phân vai làm cô giáo, còn em á phân vai làm học sinh. Nhưng mà lúc mà vô diễn xuất á thì học sinh á thì tới lâu rồi, ngủ quá trời rồi mà cô giáo không thấy đâu hết trơn. Nghĩa là diễn viên đóng vai cô giáo đi trễ. Dạ đi trễ. Nhưng mà tới lúc cô giáo xuất hiện thì không hiểu, không biết là cô giáo hay là học sinh mầm non nữa. Cô giáo gì đâu mà nhoi nhoi như con dòi luôn, vô mà đứng múa may
khắp lớp học luôn á. Thì thấy cô này cũng dễ thương, nói chuyện cũng có duyên. Tuy có hơi tăng động xíu. Hơi tăng động. Nói chung là không ghét là được. Dạ. Thế còn em Mai? Lần đầu tiên em gặp chồng em là ở căng tin. Lúc đó là em chuẩn bị học môn kế toán mà em thì không có thích số. Cho nên em mới nói với một người bạn là giờ không biết sao sống sót qua cái môn này. Cái bạn mới chỉ qua, nè, ông này nè, ông giỏi môn đó lắm đó, học điểm rất là cao bởi vì anh học trước em một khóa. Cái em mới quay qua em nói một câu như vu vơ thôi là bây giờ chỉ em nghe. Cái ảnh im im cái ừ, là rồi thôi luôn đó, là không gặp lại. Rồi sau này khi mà quen nhau rồi á thì coi cái hình chung hồi xưa đó thì mới phát hiện là ông này là học trò của em trong cái lớp đó. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp lại nhau? Thì khoảng thời gian sau đó thì có một lần á thì em lướt Facebook chơi. Thì đang lướt Facebook mà cái tự nhiên thấy một cái tên mà đọc xong thấy đói bụng liền luôn, bún bò giò heo. Em thấy nó ấn tượng quá, bấm vô coi thử, thấy mặt bà này. Cái mới nhớ à bà này là cái bà cô mà nhoi tăng động hồi trước đây. Thế là từ đó mới bắt đầu kết bạn rồi nói chuyện nhiều hơn. Em thì sao khi mà nhận được cái tin nhắn của anh á qua Facebook của em á thì em nhận ra nó liền không? Dạ khi mà thấy cái lời mời kết bạn đó thì em cũng nhận ra, tại vì cái tên của anh cũng ấn tượng lắm. Tên gì? Dạ Duy Trần Trùi Lũi. Duy Trần Trùi Lũi. Dạ Trùi Lũi à. Bún bò giò heo đụng với Duy Trần Trụi Lũi. Rồi sao? Cái bữa đó là em đăng ký môn học online đó, nhưng mà kẹt mạng quá không có đăng ký được. Khi mới nhờ anh đăng ký thì anh làm con lần được luôn. Khi mới thấy cái anh này cũng tốt cũng hay mà may mắn nữa. Dạ xong sau đó cái tự nhiên cái nhớ về cái môn học của mình, cái mới nói bữa nào vô trường chỉ ngang, cái anh cũng xong rồi sau đó là vô trường bắt đầu hẹn ở cái lớp nào đó hoặc là ở căng tin và dạy bài rất là nhiệt tình. Sau đó thì em quyết tâm là đi theo chỉ thêm mấy môn khác nữa. Chấp nhận làm gia sư. Dạ chấp nhận làm gia sư miễn phí luôn. Giống như là theo cái ngôn ngữ tin bây giờ đó là thả thính á. Hồi xưa là em gom quyển thao thính em tạc vô bả luôn vậy đó. Tạc vô á, coi như là đi theo là chỉ hết một cái gì cần thiết là chỉ hết toàn bộ luôn. Lúc đó bắt đầu mới nảy sinh tình cảm dần thì cuối cùng là mới quyết định là tỏ tình. Cái thời gian mà hai em yêu nhau đó, hai đứa có vui vẻ không? Nghĩa là hai đứa có khớp với nhau không? Cũng có lần là cái đợt đó là em ở nhà trọ. Thì vợ em thì cũng rất là quan tâm đến em. Chỉ có một cái là ở nhà trọ giặt đồ tay mệt. Mà nhất là giặt mấy cái lớn, nhiều cái mền chẳng hạn. Đợt đó có cái mền mà vợ em nhắc một tháng trời em chưa có giặt. Cái bữa đó vợ em qua thấy mền vô quá tức quá, lấy ra giặt luôn. Giặt xong nó có cái mền mà cũng không giặt nữa. Thôi bỏ đi, chia tay đi. Vậy anh đụng bây giờ luôn. Trời, có cái mền thì không đòi chia tay nữa hả? Cái đó nó chưa có quan trọng bằng cái chuyện là em giận quá, em nói em chia tay thôi. Chứ trong bụng mình không có nghĩ là như vậy đâu. Rồi cái em về nhà, cái tối cái mẹ anh gọi cho em. Mẹ anh hỏi là, ủa sao nay con không qua bên phòng trọ? Mẹ của ảnh. Mẹ chồng. Dạ, rồi cái mới nói là hôm nay con bận. Mình cũng nói dối là mình bận. Cái mẹ mới nói là, mai mốt mà con không về Mỹ Tho chơi nữa là cô buồn dữ lắm. Có nghĩa là mình chỉ hù ổng thôi. Thay vì ổng nhắn tin ổng năn nỉ mình hoặc qua nhà ổng năn nỉ mình thì ổng có. Ổng nhắn tin, ổng nhắn cái tin là anh chúc cho em tìm được người khác tốt hơn anh. Đó là cái thứ nhất em quê rồi. Cái thứ hai nữa là tự nhiên gọi điện thoại về mét má là tụi con chia tay. Trong khi em chỉ hù ổng thôi, ổng không năn nỉ tiếng nào hết trơn. Tại con ta thật tình mà. Đúng không? Tụi em quen nhau là 8 năm quen đúng nhau không? Dạ, 8 năm không, rồi. Quen tức là quen nhau 4 năm rồi, cưới là cưới 4 năm. Rồi. Tụi em cưới nhau 4 năm. Dạ. Em được mấy bé rồi? Dạ được một bé 2 tuổi rưỡi. Dạ. Khi mà ở chung với nhau là có vỡ mộng về nhau nhiều không? Dạ cái đó kể 3 ngày không hết nữa. Cái xấu nhất là ngủ là không cần biết thế giới gì hết á. Có nghĩa là ngủ kêu không dậy. Em nhớ có một đợt là gia đình chồng em là đi Vũng Tàu chơi. Mà tới giờ rồi em dặn là phải dặn báo thức. Nhưng cũng không nghe. Xong rồi nhà chồng mới gọi điện thoại cho em, nói sao nó đâu mất rồi. Cái em mới qua nhà trọ của ảnh, em đập cửa, em la hét, em nhảy múa trước cửa mà vẫn không dậy. Nhảy múa trước cửa. Kêu phòng kế bên kêu giùm luôn, cũng không dậy. Cái lát không biết làm sao tự nhiên. Ông dậy cái em trễ giờ. Rồi, đặt xấu thứ hai. Tại vì anh ấy anh cao, cái anh đi làm về thì nguyên một ngày mình đi làm về thì dơ nè, mồ hôi nè. Cái bắt đầu anh thương vợ quá, cái bắt đầu lấy cái đầu kéo ịnh vô cặp cánh gà chi nước mắm của ảnh. Đó, rất là hấp dẫn. Dạ đó thì đó là những cái tật xấu nhất của ảnh á. Còn bà xã em sao? Thì, có tật xấu gì không? Trong lúc mà quen nhau trước cưới á thì cũng biết nó như tật xấu rồi. Cũng hy vọng là cưới xong mà sửa đổi.
Nhưng mà em đâu có nghĩ là khi mà cưới xong mới phát hiện là cái level nó còn kinh hơn cái mức em có thể tưởng tượng được. Là gì em? Tật xấu thứ nhất là rất là thích nấu ăn nha. Thích lo cho chồng con, thích nấu ăn. Mà mỗi lần bà nấu xong, bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra bà nấu. Nấu nhà dưới xong, bắt đầu lên nhà trên gọt dọn đồ. Bài từ nhà trên ra tới nhà dưới luôn. Tới lúc ăn xong cái tự nhiên em ngẹn ngào quá trời luôn. Tại vì em thấy là người dọn. Em phải thu dọn chiến trường. Dạ đúng rồi, thu dọn cái bãi chiến trường á. Từ trệt lên tới lầu luôn. Đúng rồi, từ nhà bếp tới phòng khách lên tới trên lầu luôn, coi như là đầy đủ. Rồi còn một cái tật xấu nữa, thứ hai nữa là ham ngủ, rất là sợ mập. Đó, nhưng mà không hiểu sao tôi là né cái chữ mập nha. Đó. Tại vì tụi em thoải mái nhau quen rồi. Rất là sợ mập. Nhưng mà cứ mỗi lần mà có cái món gì mà nó đang hot trên thị trường là phải thử cho bằng được. Ví dụ như trà sữa. Ví dụ hồi như trước, phô mai chảy chẳng hạn đó. Đúng rồi, giống như sữa tươi trân châu đường đen đó. Mấy cái đó ăn ốm lắm, uống ốm lắm. Dạ đúng rồi. Đâu biết món đâu, tới lúc nghe nói sao thấy rủi tim giờ nó khoái món đó quá anh. Thôi mua em thử uống thử ly cho biết với người ta coi. Rồi, uống xong cái luôn. Giờ tụi ngày nào muốn uống ly uống uống cái đó giảm cân lắm luôn em ơi. Sữa tươi trân châu đường đen không có mập. Trời ơi sao không mập mập người ta không có đường mà có sữa ta chỉ có chút xíu đường đen thôi với trân châu thôi. Vậy thì bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất á, vợ em thứ nhất là phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Tại vì tức là nhiều khi là cái tính vợ em thì rất là quan tâm chu đáo gia đình, quan tâm chồng con và cả nhà chồng luôn đó, nhưng mà nhiều khi là quên bản thân mình đi. Khi mà mình biết chăm sóc bản thân mình tốt như vậy thì mới có thể có được cái khả năng để mà tiếp tục quan tâm đến người khác. Trời ơi, cái mong muốn của chồng dễ thương quá trời. Ôi, cảm động rồi, phải không? Vậy rồi em mong muốn ảnh thay đổi gì? Em mong muốn là giờ cái chuyện ngủ mà kêu dậy là chắc khó. Cho nên giờ mong muốn là chồng bớt bắt ăn cánh gà chiên nước mắm. Vậy chứ mà không nghe mùi nước mắm, không bữa nào mà không có mùi nước mắm mà chịu không nổi. Thậm chí nhiều khi là không có mùi nước mắm cái hôm ủa ông cái mùi nước mắm ông cho đứa nào ăn rồi. Trời ơi đó ơi dễ sợ. Đầu trắng rồi. Cặp này là quá đẹp rồi. Chị biết chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Hạnh phúc như vậy hoài. Dạ. Rồi chúc hai vợ chồng em hạnh phúc. Thì cũng nhân cái chương trình này thì như là em cũng muốn xin phép một khoảng thời gian ngắn để em có cái làm cái việc này cho vợ em. Rồi. Ngày hôm nay anh cũng muốn thể hiện cái điều này để mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn cho em. Thì anh muốn là tiếp tục cầu hôn và em hãy cùng anh tiếp tục xây dựng cái gia đình hạnh phúc trọn đời. Hai chiếc. Trời ơi, hay quá. Quá tuyệt vời. Bây giờ em hãy chia sẻ cái cảm xúc của em như thế nào. Cái cảm xúc của vợ đi thôi, mình đừng có dòm. Thuận tò mò quá. Nói chung là vợ cảm ơn chồng làm có cái điều rất là bất ngờ. Nói chung là 8 năm bên nhau rồi thì cái lúc mà cưới á, thì cũng hy vọng là chồng mình sẽ làm một cái gì đó cho mình, nhưng mà ổng không có làm. Thì hôm nay em cũng không có nghĩ là ảnh sẽ làm như vậy đâu. Dạ, thì nói chung là em cảm ơn và em hứa là sẽ cố gắng với chồng là đi hết cái quãng đường còn lại và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, hôn nữa là quá đẹp luôn. Trời ơi. Ok, rồi chúc hai em cứ như thế này mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Hồng Vân và Quốc Hường xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm nên là em không có giải thích gì hết á. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp. Và bây giờ thì Quốc Thượng xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy,
hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tin. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á, bẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng một cái cho anh này, em cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong giò bỏ vào ba lô, và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi, nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là: "Ê, vậy thôi bạn chở đi học luôn đi." Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, giống như là bao nhiêu giận mà máu sáu cơn nó ào ra hết. Chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì anh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này anh chưa đâu, anh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Là 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Mà em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương quá, vẫn còn thương đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất cô, lúc cuối cùng em làm sao mà để thì em á, thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào đó của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái list ưu tiên 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là: "Ê, mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao và hai thằng kè Vi về không?"
em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu, đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào ở đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8-9 lỗi lớn. Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ mong không muốn thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ dạ. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh dãy nậy lên, anh nằm trên giường giật đùng đùng lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Dạ, cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết kêu, anh nằm mơ tôi đến ngày hôm sau bụp. Ủa trên mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó dạ hả? Có trời. Hai đêm mà xong về sau em tức quá em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể là ủa sao đời chồng đánh vợ thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang có rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ nhất, thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn ảnh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại
gọi là thỏa mãn. Đúng không? Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn chị. Hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Thế là vợ biết coi bói và lấy cái tay em ra coi thử. Ồ, ồ, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Chào. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai. Rồi, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó ạ. Hai, cô đi. Hai, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng một tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng coi, đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vậy thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn ủa? Em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mê đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại. Thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật. Rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học. Xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi. Nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe. Cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác. Em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn. Không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật đó, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ.
Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Còn em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong như em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó vui. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào, vào cái đại cái hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình đó là vạch mặt nhau. Bây giờ cho mình chờ em trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim, mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ, rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ đừng có mua rau lang, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu. Nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bà cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha, chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái rồi ra. Trời ơi, ông nhét ở chồng á. Mà em đâu có biết đâu. Ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét ở chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình. Chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5 giờ 10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5 giờ rưỡi anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á là em lúc ở bên Nhật á là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt? Dạ cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi miết, em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn em. Rồi vậy thì bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi rồi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao?
Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ em cảm ơn anh chị ạ.